nghìn hai cân, còn trăm ngàn hai cân, lúc trăm nghìn ba cân, giờ mà mua nhà chỉ 5-7 nghìn. Thế xong rồi thuê hai con quất quay vào mặc quần áo đi, mẹ mày sexy thì mẹ ngồi chỉ cân, còn mặc bikini cân đổi, mẹ bó đấy làm sao mà chả nhanh giàu. Lại rồi nó đúng như vậy, nó thằng trước thời thì làm con xe đi bán dòng đi đến đâu cũng lần đấy thì bán hơi bị chạy, bán cực chạy luôn mà cân không kịp mà thuê hai con nhé, mặc bikini ăn mặc sức xinh đẹp thì kiếm gì. Có bảo công an mấy người này là người đúng chứ, không phạt yêu tiên. Quay này không giá trị của quay, bọn nó độ cao những nhà miền cao tầng độ 500 mét đấy. Nhìn mấy cái đồng
Thank you.